chiều ở thôn Suối Me, xã Ba Cụm Nam, huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Sau một ngày trên rẫy, mọi khi chị Cao Thị Ánh sẽ về nhà ngay, nhưng hôm nay việc đầu tiên là ghé vào nhà trưởng thôn. Chị Ánh cũng như mọi người trong thôn, ngày hôm nay thu hái được những gì trên rẫy đều mang đến đây. Người thì trái bầu, trái bí, người thì buồng chuối mới xả hoặc vài chục trái chanh. Những ngày qua, sau khi xem TV, biết chuyện dịch bệnh ở nhiều nơi, người làng rất lây trên miền núi này tìm mọi cách để gom nông sản, những mong chuyển về vùng xuôi, nơi dịch bệnh đang phức tạp. Không có cái gì nữa, có bên nhiêu đó thôi à. Ông hộ cho người bệnh thấy tội, nhưng mà nghe người ta nói là bị dịch nhiều quá, anh chị mới cho. Xã Ba Cụm Nam có gần 450 hộ dân, thì hơn một nửa là hộ nghèo. Cuộc sống của nhiều gia đình thường xuyên thiếu trước hụt sau. Nông sản chắc chiêu làm ra, mọi khi được dồn lại để bán kiếm thêm được chút tiền. Nhưng giờ thì cả làng rất lây lại nghĩ khác. Những cái chuối như các loại ở chỗ đây này là toàn là hộ gia đình tự trồng không á. Ông hộ như mùa dịch này nè, đem gùi từ từng nhà luôn cho bên nhà thôn. Hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh cũng là vùng nông nghiệp trọng điểm ở tỉnh Khánh Hòa. Lúc này, những vùng sâu nơi vẫn giữ được an toàn trước dịch COVID-19 lại trở thành hậu phương cho tuyến đầu chống dịch. Các hội đoàn thể đã đứng ra tiếp nhận nông sản của đồng bào để ngay sau đó chuyển xuống vùng phong tỏa, tiếp ứng thực phẩm cho những người ở điểm nóng dịch bệnh. Chỉ riêng huyện Khánh Sơn, trong tuần qua, hơn chục tấn nông sản mà đồng bào trong vùng gom góp đã kịp vận chuyển về vùng dịch. Đúng là khó khăn, nhưng mà cái tâm lòng chỗ nào mà nặng nhất thì bà con phải giúp nhau. Có cái nào mình gấp cái đó. Ở những làng rất lây miền núi Khánh Hòa, những ngày này, câu chuyện được người làng nhắc đến đầu tiên vẫn là tình cảnh khó khăn của những gia đình dưới xuôi đang chống chọi với dịch bệnh. Dẫu đó là những nơi mà người làng rất lây chưa bao giờ đến, nhưng bất cứ người nào trong làng cũng muốn san sẻ khó khăn. Cứ thế, mỗi buổi chiều, nông sản từ rẫy xa, rẫy gần lại được gom góp để kịp chuyển về vùng dịch.